Chào mọi người, em có một con maru đẹp ha, đẹp quá đẹp luôn, rửa ra thì như mới luôn nha, mã nó là 203 ha. Này tầm chắc tầm 32 ly nha mọi người, chế ngang bình xăng thì như mới này thì bao hơi nha. Bao hơi nha. Này tay ra bóp cần zin nha, cần rất đẹp luôn mấy tên này. Eco tiết kiệm nhiên liệu ha. Con này 1,2 triệu nha, 1,2 triệu nha, không bao ship nha. Mình mua thì mình chuyển khoản vào số tài khoản phần mô tả giúp em nha. Một triệu hai nha mọi người, không bao ship, máy bao hơi nha, rất đẹp, bình xăng còn tem luôn.